Cái này nhân gì? Cái này nhân dừa. Còn kia nhân đậu hả? Kia nhân đậu. Nhiều cái à? Có bánh tét hết hả? Hết rồi, còn khúc ngọt. Ủa, mua hết luôn hả? Còn kia không? Em còn một tép. Khúc bao nhiêu à? Bánh này bánh gì? Siêu dị. Hả? Siêu dị, siêu dị. Từ cái gì? Siêu dị, bánh da lợn, bánh bò đường nước nốt, bánh chuối, bánh ít, bánh tầm xíu mại. Rồi, ăn gì đó. Tầm bì xíu mại. Cái này đặc biệt là dân miền Tây không á. Cái này nếp tan nè. Nếu tin này ăn thử một cái ơi. Rồi thích ngọt hay là thích đậu, ăn thử một cái rồi biết. Nó bằng cái nếp mà hột đỏ đỏ đó thì nó gói luôn cái này. Đấy còn mấy cái. Đây đậu nè, dừa nè. Phim cho cô nổi tiếng 2015 rồi đó. Lấy cái bọc nhỏ nữa coi. Mẹ bán cho con nó ăn không? Ừ thì đó, phải không nổi đằng em. Ủa cái bánh này ăn với lại cái nước cốt hả? Ngon lắm chứ. Vậy đi. Bữa không? Bữa không biết mua bánh không về ăn à? Đây này hai này dĩa. Đây là hai chục. Đây là cái này thế nào? Cái này như thế này. Ở đâu chuối á? Rồi đây đây hai cái. Chuối với cái gì? Chuối với cái này hay chuối với cái này? Ba biết rồi, chuối với bánh gì làm với bánh. À chuối với lợn. Ủa bánh da lợn ăn với đó, còn cái bánh này có ăn với cái này được không? Được, cũng được, bạn muốn ăn ăn luôn. Nè, cho mình cái này đi, thấy thật thật chưa? Nè, cho mình cái này đi. Không, tại Trúc mua về nhà chụp mà. Giới thiệu coi ở nhà thích ăn món nào hả? Dạ, ở nhà giới thiệu nhà chứ chụp. Chị bán ngon, bán ngon nữa. Múc đây. Quay vậy hả? Có mà. Chút cho mua. Rồi nha. Khỏi đậu phộng đâu, cái này ăn xong để không đi. Đấy là con cái này với lại cái phần này mà bỏ nước dừa riêng. Cái bánh tét nè. Bao nhiêu miếng? Một miếng thôi, mỗi trái một miếng thôi với lại cái bánh tét luôn. Đưa con mượn bánh tét đây. Bánh tét gì ạ? Bánh cho này nha, bánh tét này như ngọt á, đậu ngọt á. Nó ba loại, đậu ngọt, đậu với chuối với nhân mỡ, mà chuối mỡ hết rồi. Rồi nè, bỏ cái bánh này. Cho con nước cốt luôn nha. Bánh tét bên cái. Hỏi cái một cái, nhân đậu một cái, nhân dừa một cái. Cái này nữa hả? Rồi một hộp cái tầm mì nữa không? Hộp cái tầm mì nữa. Ai cho lợn hộp bánh sư vậy ăn ăn vậy? Ăn cho lợn ăn sư vậy? Cho lợn này hết tỷ luôn nè. Để nguyên miếng xong không mà một và hai miếng mình còn miếng cho bà ngoại. Ăn sư vậy nữa không? Rồi hai miếng. Tại đây.
không? Rồi, đợi đó. Miếng này đẹp. Miếng nào cũng được. Dư rồi đó, đợi có miếng bánh rồi bự. Rồi. Rồi. This is bánh bò. This is Banh Ich. This is bánh tét. This is bánh tằm bì. Bánh tằm bì is with coconut milk, meatball and fish sauce. Thanks for watching and subscribing. Bye bye.